Tấm chiếu mới trong tiếng Anh là gì? Ở đây chúng mình đang muốn nói tới tấm chiếu mới với ý nghĩa là chỉ một người còn non và xanh lắm, chứ không phải là cái chiếu trải ra để nằm nha. Mình có một cụm rất hay ho để tặng cho các bạn đây, đó chính là acalogous. Acalogous. Calo là tính từ, có nghĩa là non nớt, thiếu kinh nghiệm. Vậy thì một câu nói rất viral gần đây trong giới trẻ đó là bạn như tấm chiếu mới chưa từng trải. Mình có thể nói sang tiếng Anh là you're such a calogous. Leave có nghĩa là rời đi khi là động từ. Đây là nét nghĩa phổ biến mà ai cũng biết. She left without saying goodbye. Cô ấy đã rời đi mà không nói lời tạm biệt nào cả. Nhưng nó còn nhiều nghĩa khác cùng xem nhé. Nghĩa thứ hai, leave khi là danh từ là thời gian nghỉ phép. He's on leave, anh ấy đang trong thời gian nghỉ phép. Nghĩa thứ ba của leave khi là động từ đó là để lại. Can I leave a message for him? Tôi có thể để lại một tin nhắn cho anh ấy được không? Bat có nghĩa là con rơi, quá dễ luôn, ai cũng biết. Thế bạn có biết từ này còn một vài nghĩa khác không? Cùng xem nhé. Nghĩa thứ hai của nó chính là gậy bóng chày hoặc là vợt bóng bàn. Ví dụ, he showed me how to hold the bat. Anh ấy đã chỉ cho tôi cách để cầm chiếc gậy bóng chày. Nghĩa thứ ba đó là một idiom rất hay luôn. Bat your eyes, tức là nháy mắt làm cho mình cuốn hút hơn đấy. Ví dụ, she smiled and batted her eyes at him. Cô ấy đã cười và nháy mắt với anh ấy. Bạn Khuê Orange có hỏi là cô ơi phân biệt hear và listen đi ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Các bạn biết không, hai động từ này thì đều có nghĩa là nghe, nhưng trong đa số các trường hợp thì chúng lại mang nét nghĩa rất là khác nhau đấy. Nếu bạn hear thì tức là bạn nghe trong tình trạng là vô tình thôi, bạn không có sự chuẩn bị trước cho việc nghe đó và bạn không được lựa chọn là nghe hay là không nghe. Ví dụ nhé, did you hear the thunder last night? Bạn có nghe thì tiếng sấm đêm qua không? Sấm là một hiện tượng tự nhiên, đùng một cái là có sấm. Và chúng ta thì không có sự chuẩn bị để nghe tiếng sấm đúng không? Vì vậy trong trường hợp này chúng ta dùng động từ hear. Đây các bạn ạ, còn listen là nghe chủ động, nghe có sự chú ý và tập trung. Và mình có thể lựa chọn nghe hoặc là không nghe. Ví dụ như là I'm listening to music, tôi đang nghe nhạc. Mình muốn nghe nhạc thì mình nghe thôi, hoàn toàn chủ động luôn. Đó, vậy là các bạn phân biệt được cách sử dụng của hear và listen rồi đúng không nào? Một lưu ý nho nhỏ cho các bạn nha, là động từ hear thì thường không được chia ở các thi tiếp diễn, trong khi động từ listen thì chia thoải mái luôn, thì nào cũng được. Hãy cùng mình phân biệt hai từ siêu dễ gây nhầm sau đây nhá. Đầu tiên, dessert. Dessert là món tráng miệng. Ví dụ, we had ice cream for dessert. Chúng ta có kem cho món tráng miệng này. Từ số 2, desert. Desert có nghĩa là sa mạc. Vậy thì sa mạc Sahara tiếng Anh là gì? Rất dễ luôn. The Sahara Desert. Đó, các bạn thấy không? Món tráng miệng thì sẽ có hai chữ S, còn sa mạc thì chỉ có một chữ S thôi nha. Và cách phát âm của chúng thì cũng khác nhau nữa, đừng nhầm nữa nhé. Nếu các bạn có những từ nào mà hay bị nhầm lẫn thì cũng để lại bình luận phía bên dưới để Elight có thể giải đáp cho mình trong những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Bye bye.